Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy mười biến xứ làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì 10 biến xứ rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp, đều lấy Pháp môn giải thoát không làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Pháp môn giải thoát không rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả pháp đều lấy năm loại mắt làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì năm loại mắt, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy sáu phép thần thông làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì sáu phép thần thông rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, vốn là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy pháp môn tam ma địa làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì pháp môn tam ma địa rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến